Tổng thống Putin tuyên bố sốc về chiến thắng ở Ukraine, nhiều đồng minh bí mật ở châu Âu lên tiếng ca ngợi. Các bạn thân mến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích lý do phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine là để bảo vệ những người bị Kiev phân biệt đối xử do văn hóa. Ông ấy cũng khẳng định Nga sẽ giành chiến thắng nhờ sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người ta cho rằng ông Putin đang có nhiều đồng minh thầm lặng ở châu Âu, những người sẽ giúp chương trình nghị sự của Moscow thành công. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tổ hợp công nghiệp quân sự hùng mạnh của Nga đang đẩy mạnh sản xuất và đây là một trong những lý do chính khiến chiến thắng của Nga ở Ukraine trở nên tất yếu. Cụ thể, phát biểu trước các công nhân tại một nhà máy chuyên sản xuất các hệ thống phòng không ở St. Petersburg hôm 18 tháng 1, ông Putin cho biết, tổng sản lượng thiết bị quân sự đang được Nga sản xuất đã tăng lên đáng kể và Moscow đang tạo ra số lượng tên lửa phòng không tương đương với phần còn lại của thế giới cộng lại hoặc là gấp 3 lần Mỹ. Để đạt được kết quả cuối cùng và chiến thắng là điều tất yếu, có một số nguyên nhân. Đó là sự đoàn kết và gắn bó của người Nga, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta và tất nhiên là công việc của tổ hợp công nghiệp quân sự, các nhà máy cũng như những người như các bạn. Nga đảm bảo sẽ chiến thắng, tôi không nghi ngờ gì về điều đó, ông Putin nhấn mạnh. Trước đó, Tổng thống Putin đã tham dự một sự kiện với các cựu chiến binh để kỷ niệm 80 năm cuộc bao vây thành phố St. Petersburg, nơi bị các lực lượng Đức Quốc xã phong tỏa trong gần 900 ngày. Ông nói với các cựu chiến binh rằng, Nga đang chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ người dân tộc Nga và người nói tiếng Nga, những người mà Moscow cho là đối tượng bị phân biệt đối xử có hệ thống ở Ukraine. Kiev đã bác bỏ cáo buộc này và nói rằng Moscow đang sử dụng nó như một cái cớ để chiếm đất theo kiểu thuộc địa. Những gì chúng tôi đang làm hôm nay, bao gồm cả hoạt động đặc biệt của chúng tôi, là một nỗ lực nhằm bảo vệ người dân sống trên những vùng lãnh thổ này, ông Putin nói. Đây là những lãnh thổ lịch sử của chúng tôi, ám chỉ thực tế rằng phần lớn lãnh thổ Ukraine ngày nay từng là một phần của đế quốc Nga. Trong khi ấy, nhật báo La Vanguardia của Tây Ban Nha đã dẫn lời Thủ tướng Pedro Sanchez ngày 17 tháng 1 cho biết có nhiều người ủng hộ thầm lặng Tổng thống Nga Putin và chính quyền Nga ở các nước châu Âu. Theo La Vanguardia, tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Sanchez đã cáo buộc Tổng thống Nga không đơn độc trong mong muốn chia sẻ thế giới và quay ngược thời gian. Ông ấy có nhiều đồng minh ở châu Âu, những người hiện đang che giấu sự đồng cảm với Putin, nhưng chỉ một năm trước, họ đã đến gặp ông ấy và ca ngợi ông ấy. Những tuyên bố gây chấn động của ông Sanchez khiến nhiều người liên tưởng đến cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã bị cáo buộc là có quan hệ thân cận với ông Putin. Theo các phương tiện truyền thông Ý, tại một cuộc họp kín của đảng Forza Italia của mình, Berlusconi đã thừa nhận rằng ông đã nối lại quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thậm chí, Berlusconi còn tiết lộ, ông Putin đã gửi tặng ông một thùng rượu vodka nhân dịp sinh nhật. Ngoài ra, cựu chủ tịch Văn phòng Bảo mật Thông tin Liên bang Đức Annes Korbon, người vừa bị sa thải do có liên hệ với các cá nhân thuộc cơ quan an ninh Nga, cũng là cái tên được chú ý. Tổng thống Nga đã chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vũ khí, bổ nhiệm cánh tay phải là Dmitry Medvedev vào vị trí quan trọng. Hồi cuối tháng 12 năm 2022, tại cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các tập đoàn này tăng cường sản xuất để đảm bảo rằng quân đội Nga nhanh chóng nhận được tất cả vũ khí, thiết bị và khí tài quân sự cần thiết để chiến đấu ở Ukraine. Ông Putin đã đưa ra chỉ thị trên nhân chuyến thăm trung tâm sản xuất vũ khí Tula. Nhiệm vụ chính, quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp quân sự là cung cấp cho các đơn vị lực lượng tiền tuyến mọi thứ họ cần, như vũ khí, thiết bị, đạn dược với số lượng cần thiết và chất lượng phù hợp trong khung thời gian ngắn nhất có thể. Ông chủ Điện Kremlin cũng đồng thời yêu cầu quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề mà họ đã mắc phải ở Ukraine, đồng thời hứa sẽ cung cấp cho quân đội mọi thứ cần thiết để tiến hành cuộc chiến sắp bước sang tháng thứ 11 này. Dưới sức ép phải giao hàng kịp thời, nhiều công ty quốc phòng ở Nga đã chuyển sang chế độ làm việc 6 ngày một tuần và kéo dài 12 tiếng một ngày. Liên quan đến nỗ lực củng cố sức mạnh cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Tổng thống Nga đã ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng. Sắc lệnh trên đã được công bố trên cổng thông báo chính thức ngày 26 tháng 12 năm 2022.
Trước đó, ủy ban trên không có chức vụ phó chủ tịch thứ nhất và đích thân Tổng thống Putin đảm nhiệm cương vị chủ tịch. Theo sắc lệnh trên, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng được trao quyền thay mặt chủ tịch ủy ban tổ chức các cuộc họp của cơ quan này. Tham gia ủy ban trên còn có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, người đứng đầu Cơ quan Tình báo nước ngoài FSB, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và một số quan chức khác. Động thái bổ nhiệm ông Medvedev đã khiến các nhà phân tích chú ý. Nhiều người cho rằng việc bổ nhiệm ông Medvedev vào vị trí phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Công nghiệp cuối cùng sẽ góp phần thành lập một đội quân mới tại Nga. Qua đó, nhà phân tích chính trị Sergei Markov tin rằng điều này sẽ thay đổi tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tất cả các nguồn lực đều hướng đến việc thành lập một đội quân mới. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin giao cho những người có kinh nghiệm như ông Dmitry Medvedev giải quyết nhiệm vụ chính. Chuyên gia Markov nhận định với đài phát thanh Moscow Sputnik. Nhà khoa học chính trị này xác định rằng nhiệm vụ hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn là sản xuất các thiết bị cần thiết bị quân sự, vũ khí. Trước đó có thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tạo ra một vị trí đặc biệt dành cho ông Dmitry Medvedev. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ cùng các đồng minh NATO và Ukraine muốn đánh bại Nga trên chiến trường nhằm hủy diệt nước này. Ông Lavrov nhấn mạnh, hành động chung của các nước phương Tây và Tổng thống Volodymyr Zelensky dưới sự kiểm soát của họ khẳng định bản chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng Ukraine. Bất kỳ ai đều hiểu rằng mục tiêu chiến lược của Mỹ và các đồng minh NATO là đánh bại Nga trên chiến trường, như một cơ chế làm suy yếu đáng kể hoặc thậm chí hủy diệt đất nước của chúng ta. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng Nga và Mỹ không thể duy trì kết nối bình thường, đồng thời đổ lỗi điều này cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Ông khẳng định đường hướng đối đầu với Nga của Washington đang ngày càng trở nên gay gắt và toàn diện hơn. Trong bối cảnh này, Tổng thống Zelensky tuyên bố giảm bớt nhịp độ hoạt động chiến sự Ukraine. Ông Zelensky cho biết khi trả lời câu hỏi về tình hình hiện tại trong khu vực chiến dịch đặc biệt, mà theo các phương tiện truyền thông nói, nó giống như một ngõ cụt. Chiến tranh thực sự chậm lại vào mùa đông, đó là sự thật. Có những hoàn cảnh dễ hiểu và những lý do dễ hiểu. Tất cả đều mệt mỏi, thiên nhiên, con người và ơn Chúa, kẻ thù cũng vậy, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng ở khu vực phía đông của đường giới tuyến vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về diễn biến tích cực của chiến dịch đặc biệt và lưu ý rằng nó đang phát triển theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng làng Son nằm ở phía tây bắc Soledar. Chiến dịch của quân Nga nhằm kiểm soát thành phố này đã kết thúc vào tối ngày 12 tháng 1. Soledar có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục tấn công thắng lợi theo hướng Donetsk. Nó nằm ở trung tâm tuyến phòng thủ Artemov và Seversk. Quân đội Ukraine đã xây dựng các công sự phòng thủ vững chắc tại đây. Về phần mình, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, ông Apti Aladinov nói rằng hiện tại các chiến binh của tập đoàn Wagner và các đơn vị lực lượng vũ trang Nga đang phong tỏa Bakhmut. Người tạm quyền đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin cũng ghi nhận quân Nga đạt được bước tiến theo hướng này. Ukraine chạy marathon, hối thúc phương Tây tiếp viện vũ khí. Một tuần ngoại giao quan trọng đối với Ukraine sẽ tăng tốc khi ông Zelensky đã có bài phát biểu kêu gọi các nước tăng tốc viện trợ quân sự, bao gồm các khí tải hạng nặng. Cuộc chạy đua của Ukraine trong việc kêu gọi các nước viện trợ khí tải hiện đại như xe tăng và tên lửa phòng không đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 khi tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Ukraine ở Ba Lan. Sau gần 11 tháng khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Trong 2 ngày 18 đến 19 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên NATO sẽ gặp nhau tại Bruxelles của Bỉ để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine. Ngày 20 tháng 1, các quan chức từ quốc gia viện trợ cho Ukraine sẽ gặp nhau ở căn cứ không quân Ramstein của Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận, bao gồm câu hỏi quan trọng về việc có nên gửi xe tăng của phương Tây cho Ukraine hay không. Trong các bài phát biểu thường kỳ trước tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Zelensky hôm 17 tháng 1 cho biết Ukraine đang vận động hành lang để gia tăng áp lực toàn cầu đối với Nga khi ở Davos, nơi các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp tập trung trong một tuần. Thế giới sẽ lắng nghe Ukraine ở Davos, ông Zelensky nói, trước khi nhắc đến những cuộc tấn công gần đây của Nga ở Ukraine.
bao gồm cuộc tấn công hôm 14 tháng 1 vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, khiến 45 người thiệt mạng. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng sự hỗ trợ này thực sự mang tính toàn cầu và các bước để chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga, cũng như đảm bảo an ninh sẽ được thực hiện bởi tất cả các bên có ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế, ông Zelensky nói. Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra chỉ một ngày sau khi đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới sử dụng ảnh hưởng của họ để hỗ trợ Kiev. Bà cũng đề cập kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm mà ông Zelensky từng công bố vào tháng 11 năm ngoái. Kế hoạch này bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Nga khỏi Ukraine. Ông Vitaly Klitschko, thị trưởng Kiev, cũng có mặt ở Davos. Cuộc tấn công vào thành phố Dnipro gần đây đã tăng thêm tính cấp bách đối với một số nhà lãnh đạo. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 1 rằng Hà Lan có ý định nối gót Mỹ và Đức để gửi một hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine. Ông cho biết, cuộc tấn công vào Dnipro đã củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc sát cánh với Ukraine. Cùng ngày, trong cuộc họp ở Washington, ông James Cleverly, Ngoại trưởng Anh, đã bảo vệ quyết định của Anh khi cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. Đây là xe tăng đầu tiên của phương Tây trong lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói rằng gói hỗ trợ này không chỉ có tác động tích cực đáng kể, mà còn khuyến khích các quốc gia khác hành động nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ Ukraine. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.